Chào tất cả anh chị em nha. Bữa trước cái phần 1 mà em quay là em khui thùng, bây giờ là em ráp xong rồi, sạc pin đầy đủ. Bây giờ anh em đang quay review chi tiết cho anh chị xem nha. Mẫu xe này, mẫu xe ba bánh của các kỹ sư của hãng Toyota thiết kế nha. Nó là xe đạp chở lực điện nha, chứ không phải là xe đạp điện nha mấy anh. Chi tiết của nó đây là cái bảng đồng hồ của nó, mình mở nguồn lên nó chạy có 3 chế độ nha. Này chói quá, nó là đây là chế độ chạy bình thường nè, còn bật lên là chế độ leo dốc, xuống là chế độ chạy đường thường, còn xuống đây là eco chạy tiết kiệm. Cái nút lúc này là xem phần trăm pin nè, còn cái lúc này là mình chỉnh đèn ở phía trước đây. Đây đèn này đó, nút đèn này là đèn nha. Đây là số km. Nó xe này nó cái chuông nó thì nằm ở đây nha, cái chuông tiếng kêu rất rã. Nó xe này trợ lực nó có gồm 5 tốc độ nha mấy anh. Đây là cái để qua đây quay cho dễ. Đây, cái này là cái tốc độ này là đạp nặng nhất nè, mình trả về có cái lẫy lên bóp để lẫy đây thì nó sẽ trả xe nè. Đó. Cái tốc độ dưới cùng này là nhẹ nhất nè, là như đạp không, coi như không đạp luôn á. Còn mình lên thì mình kéo nè, lên. Cái này là hộp dầu thắng nha, nó dùng thắng dĩa dầu thắng ha. Nó xài tay lái đây, nó có trợ lực, có hai cái ti dưới. Lúc mình quẹo thì bánh xe nó sẽ nghiêng bánh xe nó sẽ nghiêng theo nha, nên nó mà không có bị sợ lật hay là bị ngã đâu. Nó xài là động cơ của Yamaha, pin của Yamaha pin 15.4 AH. Phía sau thì nó là dùng phanh càng, có ổ khóa luôn nha. Cái ổ khóa này thì mình nhấn cái này xuống, mình kéo xuống đó. Lúc mình mở thì ở đây nó là niềng nhôm, hợp kim nhôm, cầm nó rất là cứng nha, rất là chắc chắn. Xài đùm Shimano, còn cái giò đạp này là bằng hợp kim nhôm, rất là nhẹ. Khung sườn thì hồi hồi cũng rất là đẹp, rất là chắc chắn nha, mối hàng cực kỳ đẹp. Những cái mối hàng phía trước là phanh dĩa. Anh chị cứ thắc mắc gì thì sau này cứ nhắn tin cho em sẽ quay chi tiết hơn, là cái chỗ nào thắc mắc thì em sẽ ấy cho anh chị nha. Bây giờ em sẽ cho chạy thử cho anh chị xem nha. Làm nhẹ không? Bỏ cua đi đó, mấy anh chị thấy bánh nó nghiêng không? Nó nghiêng theo cua là bánh sẽ hai bánh nó sẽ nghiêng ấy, nó không à. Quay bánh nè đó, lúc mình quẹo là bánh nó nghiêng nha, nhìn nó vậy chứ đạp rất là nhẹ nha, không có nặng đâu, cực kỳ nhẹ luôn á đó. Đó. Kia tay bốn mắt, kia này có bao á.